mình là được chỉ tối mình đến từ rừng Thanh Hóa và đây hai thuốc bạn bên nhà mình và số điện thoại của mình thì cố gắng lên tới thuốc cho mình các bạn nhé. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn là cái sản phẩm dứa mật ong Slim của tập đoàn Kohino. Trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều các sản phẩm về dứa giảm cân, tuy nhiên này có rất nhiều khách hàng hỏi là vậy dứa của Kohino nghe thì có thương hiệu đấy, bởi vì Kohino là một cái thương hiệu nổi tiếng về sâm tố nữ, về vitamin E đỏ, về sâm Phúc Hậu Thọ và sâm Đại Nam thì đúng không ạ? Rất nhiều cái thành phần dứa để giảm cân trên thị trường. Vậy thì dứa mật ong Slim của Kohino có điều gì khác biệt? Xin chia sẻ mọi người, dứa của tập đoàn Kohino có những thành phần và công dụng như sau. Thứ nhất là thành phần dứa mật ong Slim của Kohino có những thành phần về dứa tươi, về mật ong, về cần tây, lá sen, trà xanh, collagen, chanh, glutathione. Nó mang đến những công dụng đó là tổng hợp cả về giảm cân, cả về đẹp da, cả về đẹp dáng, cả về loại mỡ nội tạng để không bị giảm cân trở lại, để không bị tăng cân trở lại. Và có cả thành phần đó là thanh lọc độc tố đầy tốc cơ thể, đó là những tác dụng tổng hợp của dứa Slim, dứa mật ong Slim của Kohino mang lại. Nhất là cái thành phần là nó là phần chay nó không và nó không có phản ứng phụ, hoặc là nó đã được đưa kiểm định rất an toàn. Ngoài cái tác dụng giảm cân thì dứa mật ong Slim của Kohino mang lại đó là cung cấp các vitamin, bổ sung các chất khoáng cho cơ thể để giúp cho cơ thể khỏe mạnh, tăng cường đề kháng miễn dịch, đào thải độc tố từ bên trong cơ thể, hỗ trợ chuyển hóa chất béo và chuyển hóa mỡ thừa. Bên cạnh đó thì dứa mật ong Slim của Kohino có chứa rất nhiều collagen và các thành phần axit hyaluronic và các thành phần glutathione để cấp nước, làm trắng da, bổ sung collagen và elastin dưới da để giúp cho da giảm mụn, nám, tàn nhang, chống lão hóa và giúp da tươi trẻ hơn. Và ngoài ra thì nó có kích thích cho cơ thể tự sản sinh được collagen một cách tự thân mà không bị khi ngưng sử dụng thuốc thì nó không bị giảm lại. Đào thải mỡ thừa giúp giảm cân một cách hiệu quả thì có thể nói dứa mật ong là thành phần thanh lọc cơ thể, đào thải lượng mỡ ra ngoài và bao gồm rất nhiều chất xơ để dễ tiêu hóa, no lâu nên hạn chế được cái việc là nạp thức ăn vào cơ thể quá nhiều và từ đó mang lại hiệu quả cho quá trình giảm cân cũng như là nhanh chóng lấy lại vóc dáng một cách thon gọn. Cái cơ chế của cái dứa mật ong đó là nó giúp phá hủy được các mỡ nội tạng và khi mà anh chị sử dụng theo một quá trình, một lộ trình thì nó sẽ có mỡ nó sẽ đẩy được theo con đường cải thiện được tiểu tiện ra ngoài mà không bị tăng cân trở lại. Và cái ưu điểm nổi bật của cái dứa mật ong Slim này so với các sản phẩm khác là gì? Đó là sản phẩm từ thành phần mật ong, cần tây, lá sen, trà xanh, collagen, chanh và glutathione. Thì với những cái thành phần này thì trên thị trường với những cái thành phần như vậy thì trên thị trường thì nó chỉ có một phần thôi chứ nó không đầy đủ những cái công dụng như trong những cái thành phần dứa mật ong Slim của Kohino mang lại. Và thứ hai là hàm lượng thành phần nó không được nhiều, hàm lượng không được cao. Thì thứ nhất là cái dứa Slim của Kohino thì nó có tức là nó tổng hợp nhiều loại thành phần và cái hàm lượng của nó thì cao và nguyên liệu của nó thì là nguyên liệu được nhập khẩu từ châu Mỹ. Đây là những vùng nguyên liệu chuẩn sạch Việt Gáp. Cái chia sẻ và nhắc lại với các bạn rằng là cái dứa mật ong Slim giảm cân của Kohino có điều rất khác biệt, đó là nguyên liệu của nó là nguyên liệu chuẩn Việt Gáp được nhập khẩu ở bên châu Mỹ về. Cho nên là nó sẽ khác biệt hơn so với các sản phẩm khác trên thị trường và từ đó nó tạo lên một cái thương hiệu mạnh mẽ và uy tín. Bao bì thì sang chảnh và những cái vùng cái sản phẩm này mang lại đó là những cái vùng mà bị tích mỡ như vùng bụng này, vùng đùi, vùng cánh tay này thì nó sẽ được tiêu hóa đi. Còn những cái vùng mà vòng một này hay là vòng mông này, những vùng mà không cần phải, tức là những cái vùng mà nó cần phải làm đẹp ấy thì nó không ảnh hưởng nhá. Đấy, cho nên là những người thừa cân béo phì, những người đang trong quá trình muốn giảm cân nhanh, muốn đốt mỡ hiệu quả nhanh và không có tác dụng phụ gây hại cơ thể thì các bạn có thể chọn dứa mật ong Slim của Kohino. Và với cách sử dụng đó là một hộp như thế này, là một dạng, cái này nó không chiết xuất dưới dạng thạch và cũng không chiết xuất dưới dạng kẹo mà nó chiết xuất dưới dạng cốm thì nó tổng hợp được nhiều loại chất xơ và nhiều loại rau hơn. Và cái cốm này thì một hộp nó là 20 gói, đây chỉ lắc là một gói với khoảng 300 đến 500 ml nước ấm, lắc đều và uống mỗi lần là trước ăn 3 phút ngày 2 lần. Thì đối với những thành phần thiên nhiên thì các anh chị duy trì một đợt dùng đó là từ 3 đến 6 tháng để được kết quả hoàn toàn. Đấy, vậy mọi chi tiết các anh chị liên hệ số tổng đường trên quầy tư vấn này nhé. Xin chào các bạn.